Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 9:07 ngày thứ sáu, ngày 7/4/2023. Nãy giờ khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, chúng ta lên đây phát tiếng chưa quý vị? Tiếng À, 1 tiếng. Thì tôi có một cuộc họp nội bộ của một Phật tử Thiện Quang đã từng xuất gia vô duyên ở Lạc Di Đà Indio này năm 2011, là chủng tử của sư cô Bảo Tâm, và có mặt sư cô Bảo Tâm ở đây. Thì giống như tôi đã nói trên mạng là người ta phát tâm cúng dường cái cơ sở đó để cho tỳ kheo Thích Thông Lai hoằng pháp độ sanh và độ tử. Thì nãy giờ qua những cái điều kiện nói chuyện thì cho biết là chú đã trao đốt cái ngôi tam bảo này. Thứ hai là tôi hỏi có đồng vợ đồng chồng không thì chú nói là vợ chồng rất là hoan hỷ. Và thứ ba là tôi có nói là nếu mà sư cô Bảo Tâm, mà khi tôi nhận cái này sư cô Bảo Tâm dẫn về đó để mà tụng kinh niệm Phật với một Phật tài thì rất tốt, thì sư cô Bảo Tâm nhận 80% là sẽ lui tới đó, 20% thì lui tới cái ảo bảo tâm của mình. Rồi tôi sẽ điều tăng đi như thầy đề nghị, xin chú tự mình và những người trong hệ thống này từ từ đi xuống đó, mọi người ở 1 tháng để một hoằng pháp. Và riêng bản thân tôi, mỗi khi tôi về đây trên đường để mà tu hoằng pháp thì tôi sẽ bút máy bay về Sacramento, rồi tôi nhập pháp ở đó xong rồi tôi lại bút tiếp, thì nó sẽ là song song. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Tức là tôi đã nhận 99%, chỉ chờ thứ hai này chú đi ra thủ tục pháp lý mà nó hoàn tất thì coi như là 100%. Tôi sẽ coi ngày coi giờ, chúng ta sẽ có một cái lễ để mà khánh thành, để mà ra mắt Phật tử, và tại cái vùng Sacramento, San Jose, San Francisco và những đệ tử của sư phụ ở 50 tiểu bang về đó để mà chúng ta cùng tụng kinh niệm Phật cầu nguyện cho nơi đó sẽ là một cái nơi để mà độ tử và độ sanh của Tỳ kheo Thích Thông Lai, và để trả ơn Phật. Và sau khi bàn luận xong thì cái chuyện của chúng tôi không có lên live stream, nhưng mà đã coi như đi tới kết quả 99%, chỉ còn có vấn đề pháp lý giấy tờ thủ tục để coi mọi sự nó có suôn sẻ không vậy thôi. Tức là thủ tục ở đây không phải là cái thủ tục, tại vì chúng thì chúng từ khi chúng làm cái đó giờ chúng chưa có sinh hoạt là ngôi chùa, thì chú sẽ lên thứ hai này, chú sẽ lên cái CD, chú nói chú muốn cúng dường cái này cho một cơ sở Phật giáo là Lạc A Di Đà Indio của Tỳ kheo Thích Thông Lai, và xin CD có cấp phép để cho sinh hoạt như một cái ngôi chùa nhỏ tại địa phương này không, mà nếu CD nó ghét thì coi như là tôi nhận 100%, đúng không quý vị? Rồi để trả ơn cái thí chủ này tôi được biết hay không thì tôi xem đem cái cuộc đời của Do Lương Võ Đế để tôi giảng trong tối nay. Tại sao tôi lại đem cuộc đời của Hoàng đế Lương Võ Đế để tôi giảng? Vì ông đã xây hàng trăm hàng ngàn ngôi chùa vào thời kỳ ông xác nhận đạo Phật là quốc giáo Minh Tạng, và cái công đức ông rất là lớn. Mà tại sao ở lúc cuối cuộc đời Vua Lương Võ Đế bị chết đói? Chết đói mà bị một cái người cận tướng của ông tên là Hầu, ông này là coi như là Hầu Vương, mà Hầu Vương làm phản và bắt nhốt ông chết đói. Thành ra thầy giảng cái này mục đích đó là thầy cho thấy, thầy lấy cái chuyện lịch sử là Vua Lương Võ Đế. Ông Hầu Cảnh sau này ông bắt Vua Lương Võ Đế. Như vậy nó con cúng cái này con có phước, nhưng mà cái phước này là cái phước kêu là phước hữu lậu, chỉ là được làm giàu, được làm sang và được trời trời rồi, nhưng mà hết phước nó dần rớt xuống. Cho nên ý sư phụ giảng ở đây nó không phải là chê bai cái chuyện cúng dường của con, nhưng mà cái đó con mới tu phước thôi, mà con còn phải tu huệ. Mà tu huệ có nghĩa là con dùng cái trí huệ để con chấp với người ngồi sanh tử trong đời này khó, con là
vợ, có con, có sự nghiệp, cho nên con khó tiếng A-la-hán để chấm dứt luân hồi đó. Mà chỉ có con đường duy nhất là đối nghiệp nhạc sanh, là con phải nương theo cái pháp môn niệm Phật. Cho nên ý sư phụ giảng ở đây đem cuộc đời của đức vua Lương Võ Đế để mà giảng nha. Đó, bây giờ tôi mời quý vị nghe để cũng giải quyết những cái thắc mắc. Một người làm phước quá nhiều như Lương Võ Đế mà tại sao lại cái hậu vận lại thê thảm vậy? Bị coi như hầu cảnh, là một cảnh tướng đảo chánh rồi bắt giết nha. Theo lịch sử Trung Quốc, Lương Võ Đế tên thật là Tiêu Diệm. Ông sinh năm 1400, sinh năm 464, và ông bị bức tử chết vào năm 549. Ông thọ 88 tuổi, tức là ông là cái người hoàng đế Trung Hoa thọ đứng thứ 2 là sau vua Càn Long. Vua Càn Long của nhà Thanh thọ 89 và ông là thọ 88, mà ông thọ 88 là do ông bị hầu cảnh, một cảnh tướng đạo chánh và bất tử, chứ nếu mà không bất tử thì ông không phải là thọ 88 nha. Cho nên quý vị thấy ông sanh vào năm 464, mà quý vị biết là Đức Phật sanh ra đời trước khi Đức Chúa là khoảng 500 năm, đúng không quý vị? Thì cộng lại cái thời gian ông có mặt ở đây là lúc đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn, là coi như gần cả ngàn năm rồi, như là ông sanh vào cái thời tượng Pháp. À, mà quý vị thấy bây giờ tôi nói sự đời và sự nghiệp Lương Võ Đế. Ông đó là cái người đầu tiên, đó là ông theo đạo Nho trước khi ông theo đạo Phật. Và quý vị biết ông rất là tôn sùng cái đạo Khổng. Đạo Nho là đạo Khổng Tử đó quý vị, là lão. Tới khi mà đạo Phật truyền qua bên Tàu thì hoàn toàn là ăn mặn. Tại vì Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy ăn mặn ăn chay quý vị. Ăn mặn. Cho nên khi truyền qua tới bên Tàu vẫn là ăn mặn nha. Là quý vị nhớ cho tới khi tổ Đạt Ma, tổ thứ 28 của Thiền Tông của Ấn Độ, mà đi qua đến nơi đó để truyền pháp, thì lúc đó đạo Phật đã rực rỡ. Dưới thời vua Lương Võ Đế, ngài đã cất 72 ngôi chùa rồi, ngài nuôi mấy chục ngàn tăng ni rồi, nhưng mà ngài vẫn cho ăn mặn, tức là ăn tam tịnh nhục. Không thấy con vật nó chết, không đi con vật nó chết, không nghe. Bây giờ bữa nào thì về, bữa thì về thì không, thiền quan, thiền quan mới nói thôi bây giờ thấy sư phụ ăn chay lâu tội nghiệp quá, bây giờ em cắt cổ con gà để làm tiết canh cho sư phụ. Mà sư phụ biết sư phụ ăn là sư phụ phạm tội, nhưng mà sư phụ không biết thì sư phụ ăn được. Tức là cái thời Lương Võ Đế là như vậy. Bởi sư Thế Lan bây giờ cũng vậy, họ ăn không thấy, không nghe, không đi, không dạy cái gì mình mà biết. Mặc dù các sư Thế Lan họ ăn, nhưng mà nó là con tôi làm để cúng cho thầy đó, là không biết tại tại gì vị sư đó mà con vật bị chết. Mãi cho tới khi mà ngày Chí Công, tôi không biết ngày Chí Công là cái người dịch ra chế ra cái cúng lương hoặc sáng. Mà Chí Công là Thánh Tăng hay là Phạm Tăng cái gì? Gọi là người nhạc kỹ. Thì bữa đó ở trong triều có một tể tướng, khi mà vua Lương Võ Đế mà bắt đầu nhận ngài Chí Công làm thầy chứ vô làm quốc sư nha, ông bắt đầu ông nghiên cứu về đạo Phật. Và ngài Chí Công lúc đó cũng chưa phải là một quốc sư, ngài Chí Công chỉ là một chủ trì thường thôi. Nhưng mà vua Lương Võ Đế bữa đó ông có mời, bữa nay tể tướng trong hoàng cung có một cái đám cưới, mà theo cảm biết là cảm biết mình nên thỉnh cao tăng về để rồi làm lễ hàng tuần, thì sẽ đem cái phước đức cho cái cô đôi coi như là tân gia nhân này. Cho nên tể tướng ngỏ ý muốn thỉnh ngài đi vào trong hoàng cung đi dự cái lễ đó. Thì ngài Chí Công ngày đi một lượt như chính vị hòa thượng nổi tiếng cái thời bây giờ, nhưng mà ngài chưa phải là quốc sư. Khi ngài Chí Công vô tới nơi thì mấy ông thầy kia vẫn ngồi ăn, mà lúc đó là còn là ăn tam tịnh nhục. Thì khi đó ăn mấy ông thầy kia vẫn ăn bình thường, vẫn lên để mà chú nguyện cho cái đôi coi như là trai tài gái sắc này trăm năm hạnh phúc. Thì ngài Chí Công ngài nói quái lạ, quái lạ, ngài không ăn mà ngài nói quái lạ.
Thì lúc đó ngài Lương Diệu Đế ngài mới hỏi: dạ thưa đại lão hòa thượng, tất cả các cao tăng kia đều thọ thực chú nguyện cho con trai và con dâu của tể tướng, mà tại sao ngài lại nói quái lạ quái ngỡ là sao? Không lẽ là bữa nay cái ngày giờ mà làm đám cưới cho con của thừa tướng là ngày xấu hay sao? Bên đạo nho họ họ có bên ngài không quý vị? Có. Theo trẩm biết là trẩm đã nhờ một cái ông coi như đạo sĩ rất là giỏi về bói toán lượng cái ngày giờ rất là tốt cho con trai của tể tướng và cho con dâu của tể tướng, mà tại sao ngài đó quái gở quái lạ? Ngài mới nói, ngài thở dài, ngài nói: cháu lấy bà mà không quái rệ quái quái lạ sao được, cháu lấy bà nội. Thì lúc đó ông Lương Diệu Đế ông nói: không lẽ ngài không thấy đây là một cái lễ quan trọng cả cuộc đời của con trai của thừa tướng hay sao mà ngài vẫn nói là cháu lấy bà nội? Xin hòa thượng giải thích cho rõ, đừng có để cho trọng khó chịu. Trọng mời ngài đến đây để là làm lễ chứng minh, để mà hồi hướng công đức cho con trai của thừa tướng, con dâu của thừa tướng mà ngài nói quái lạ. Mà ngài lại nói là cháu nội lấy bà nội là sao? Ngài mới nói: theo con mắt của ta hỏi cái này, có phải là mẹ của tể tướng đã mất cách đây 20 năm đúng không? Nói dạ đúng. Hỏi tể tướng bây giờ: thưa mẹ con, theo tổ tiên cách đây 20 năm mẹ của ông lúc lâm chung nói cái gì? Người ta nói cái này nha, ngày cái câu ngày đâu có xưng ngày là thánh tăng đâu, người ta hỏi có đúng không thì trả lời, ta sẽ giải thích cho nghe. Có phải là mẹ ông nói thế này: con trai đã thi đậu trạm nguyên, lúc đó ông chưa làm tể tướng, ông mới làm trạm nguyên, đã lấy vợ ta để yên thân rồi, con gái đã được tấn công vào làm dương phi vợ của Vương Võ Đế, ta đã yên lòng rồi, nhưng mà cái thằng cháu nội này nó mới lọt lòng ra, ta không biết là ta chết có nhắm mắt hay không bây giờ đó. Con trai thì đậu thẩm quyên vào trong triều làm quan, con gái thì làm dương phi vợ của Vương Võ Đế là yên thân rồi, nhưng mà đứa cháu nội này nó mới lọt lòng, ta chưa có biết tương lai nó thế nào, thiệt ta chết không nhắm mắt. Và rốt cuộc mẹ ông có phải đêm đó mà trúng gió mà chết không? Cái ông thể đứng sau ngày biết đúng vậy, và mẹ tôi có nói như vậy, mà có phải bà nói ta chết ta không nhắm mắt được vì thằng cháu nội này không? Nó dạ đúng, lúc đó mẹ tôi chết 3 ngày mà dúng mắt cái mấy cũng không nhắm mắt. Tụi con có để ông bà mình có cái nguyện gì hả, mà muốn gặp người con trai gặp người con gái chú cháu mà không gặp ta chết ta không nhắm mắt, có nói câu đó không? Cho nên cái ý nguyện của bà mẹ của ông tể tướng á, là mà nói ông tể tướng lúc đó là đậu trạm nguyên làm quan rồi, con gái thì gả vô làm dương phi vợ của Lương Võ Đế là sắp sửa lên hoàng hậu, nhưng mà cái đứa cháu nội này thiệt là khổ, ta chết ta không nhắm mắt, thì tối đó bà đứng vô bà chết, do bà hướng về cái đứa cháu nội, cho nên quý vị thấy rõ. Rồi cái bà chết thì đương nhiên sau 49 ngày cái hình thức bà đi đâu quý vị? Bà nhập thai vô làm đứa con gái, và vô tình cái đứa cháu nội nó lớn lên thì cái tình yêu bà dành cho nó, và hồi đó bà lại ấm bầu nó trong thời gian nó 1-2 tuổi, cho nên tình bà cháu cháu bây giờ nó tạo thành duyên vợ chồng. Cho nên khi đó ngày chiến công ngày nói cái đó thì ông thừa tướng cũng đổ mồ hôi hột rồi, rồi mới rồi còn cái gì nữa không? Không biết còn. Ông nhìn những món ăn tại sao sao ăn ở trong này đó, con gà, con vịt, con dê, con bò, con heo đều là chú bác cô gì của ông hết, sao ta ăn được? Tao mới nói quái gở là vậy. Và vì ngài nói đâu lúc đó hết, cho nên ông Lương Võ Đế bắt đầu mới đánh lễ và xin quy y ngài, và hỏi ông thừa tướng: thừa tướng, có phải những lời của hòa thượng này nói đúng và đúng 100%? Việc xảy ra 20 mấy năm về trước chỉ có gia đình biết, tại sao biết vậy? Là Vua Lương Võ Đế mới coi ngài chí công là một thánh tăng, cho nên xin quy y, và từ đó mới ra một cái chiếu chỉ: từ nay trẫm cấp
chuyên tăng mà túc nhiều đồ cho chuyên tăng, không được túc đồ mà đồ mặn nữa. Sở dĩ người đạo Phật bên Tàu mà ăn chay là do ông Lương Giỏi Đế. Ông thấy cái chuyện này nó ghê quá, và ông mới ra cái chiếu chỉ từ nay cấm sắc lệnh, có làm trai tăng đại chuyên tăng phải đổ đồ chay, không được đụng tâm tình dục, thấy không? Và từ bữa đó đảnh lễ và nhận ngài chí công là quốc sư. Đó, cái sự việc mà ăn chay đó là từ ông Lương Giỏi Đế này mà ra. Công đức ông lớn không quý vị? Sở dĩ giờ này mà chúng ta ăn chay đó là nhờ công của Lương Giỏi Đế. Tại vì đạo Phật truyền qua bên Tàu là Tàu mới truyền quá, Việt Nam kêu là bắt đầu. Và ông nghiên cứu kinh điển rất là hay. Nhưng mà một bữa nọ thì coi như ông cứ cất chùa, và ông cứ chí công này thấy ông Lương Giỏi Đế thì ông chí tu phước, thấy không? Cho nên ông cứ trùng tu cất chùa, rồi ông nuôi tăng, ông nuôi đủ thứ tội. Rồi cái một bữa nọ thì cái bà Hi Thị là vợ của vua Lương Giỏi Đế, mà khi mà ông vô cất chùa nhiều thì không nói gì. Nhưng mà bữa đó vô Lương Giỏi Đế lại vô vào chùa đi nghe ngài chí công giảng pháp, thấy cuộc đời vô thường, rồi làm quan thú quý rồi cũng sẽ chết, cho nên ngài hướng quá, ngài xin xuất gia làm sa di. Và ngài chí công cạo đầu tóc đi luôn. Khi mà hoàng hậu và các cơ quan thừa tướng mà nghe Lương Giỏi Đế đi tu là hoảng hồn, rồi đâu có người điều hành, mới nguyên cái triều đình mới dẫn vô trong này để mà chi, để mà xin hoàng thượng xả giới. Thì lúc đó ông vua thì ông vô thưa sư phụ, bây giờ con muốn tu, con muốn về, con muốn nhường ngôi cho con, bây giờ ông ai chịu, đại thần không chịu và hậu không chịu, xin ngài dạy cho con. Thì ông đó bây giờ đó có phải là lâu nay đó ông đang cắt chùa 72 chùa và có 40 chùa ông đang trùng tu mà ông không xuất kho được, tại sao? Tại các quan đại thần và hoàng hậu không đồng ý, nói ra nói vào, phải không? Thì bây giờ ông nói muốn cho ông xả giới đó thì phải đem tiền chuộc mạng bằng với cái tiền để sửa của chùa đó. Thành ra trong triều đình mới họp lại lấy ngân khố sức tiền ra 1.000 lượng vàng để mà chuộc cái mạng Lương Giỏi Đế cho ông xả giới là ông trẻ là vua. Mà từ đó vô Lương Giỏi Đế về làm vua không ngủ với cung phi nữa, không ngủ với cung phi nữa, tức là ngài dứt được cái ái dục luôn mà về không ngủ với cung phi. Tức là từ khi mà ngài lần đầu tiên ngài di tu, rồi ngài được chuộc mạng bằng một số tiền, để lấy số tiền đó để tiếp tục xây chùa, thì như vậy ngài không ngủ được với cung phi và không ngủ với hoàng hậu, cho nên là có chuyện lục đục. Và ngày bữa đó ngài buồn vì ngài không có đi ngủ với cung tần mỹ nữ gì hết, mà ngài suốt ngày cứ ăn chay niệm Phật. Và bắt được khi mà dắt nó vào biên giới đó đó, mà bắt được rồi á, đều như tướng ở biên cương bắt được cái giặc phỉ đồ nó đem vô ngài, ngài lại thả hết, ngài không có xử. Cho nên á, đánh cứ quân giặc mà nó đem quân nó đánh nước Lương, thì tướng lạnh đi đánh bắt được tướng giặc đem vô Lương Giỏi Đế, thì Lương Giỏi Đế hồi xưa thì chém đầu, bây giờ phân xá, cho nên ông rất là thả rất là nhiều, ông không có bắt giặc nữa. Và ông buồn một thời gian sau vì ông không có vui vẻ đâu, mà ông đi tu lần thứ hai. Và lần thứ hai thì quần thần cũng vô khóc lóc năn nỉ thì cũng phải chuộc, cứ mỗi một lần lấy vàng bạc cho chuộc thì ông lại lấy cái tiền đó làm cái chùa 4 lần quý vị, 4 lần. Cho nên hoàng hậu mới ghét quá, hỏi tại sao, và Hi Thị mới nói tại sao tao cung luận diện vợ đẹp con xinh nga vàng điện động mà đi mê chí công, thì ngày đó là thánh tăng ra đời mà gặp Phật đã khó rồi, mà đã sắp sau khi Phật đã nhập niết bàn, giờ gặp được thánh tăng là ngày chí công, cho nên ta nghĩ là không có cơ hội lần thứ hai gặp được thánh tăng, cho nên ta quyết theo nga vàng điện động đều là giả. Cho nên rốt cuộc rồi thì bà hoàng hậu mới nói được rồi, nếu mà thánh tăng thì hoàng hậu cũng muốn thỉnh vô để mà cúng dường, để mà kiếm công đức. Thì lần đầu tiên ông Lương Giỏi Đế mà ông nghe bà Hi Thị mà chịu cúng dường mừng lắm.
thì bữa đó đi vô là nói là đi cái tăng đoàn đi là 500 vị tăng vô trong cung đích thân hoàng hậu và các cung phi tần xuống làm 500 cái bánh bao chay để đãi. Thì ở nhà đó, đêm đó ngày Chí Công ngày mới họp đại chúng hết mà nói sao cái thời Lăng Nghiêm này sáng mai không có ăn điểm tâm mà phải vào trong hoàng cung ăn. Tuy nhiên cái ban ẩm thực tức là nhà trù đó phải làm cho ta 500 cái bánh bao bánh bao chay. Thì cái ông thầy mà nhà trù đó là ông thầy coi về vấn đề mà trưởng ban nhà bếp chi khố hỏi nghe nói là bà chị bán làm bánh bao chay mà sau ngày lại biểu làm 500 cái bánh dây vậy dương thì ta biểu gì cái làm vậy đi. Và quý vị nhớ cái áo của mình ở đây nè là lúc đó là cái áo này đó là chỉ được mặc để mà lên làm tụ trì chú tụng kinh lễ Phật, nhưng mà bữa đó là ngày bắt tất cả tăng ni phải mặc cái áo hậu này đi. Thì ai nói tại sao phải mặc áo hậu, ngày phải gấp y và mặc áo hậu, thường thường vô hoàng cung là không có mặc cái áo hậu này à. Thì ngài nói đi bỏ cái bánh bao chai vào trong cái túi này để đi vô đó, chứ không phải cái túi này để đựng tiền đâu nha, túi này đủ bánh với tao đó. Vô cái hoàng cung rồi thì bà Hi Thị bà lên bà cũng đảnh lễ à, được biết là hoàng thượng rất là tôn sư trọng đạo mà đã 3 lần xuất gia rồi, cho nên hôm nay coi như thật thiết mới phát tâm là làm 500 cái bánh bao chay để mà trai tăng để cầu nguyện cho quốc thái dân an và coi như hòa thượng coi như là sống lâu 100 tuổi à. Thì sau khi đó thì bà hoàng hậu thì bà có ý mà ông dương vào đế thì ông mừng quá, lần đầu tiên bà Hi Thị mà ông có ghét chia tăng và bà lại là rất là có cảm tình. Thì sau khi ăn xong rồi đó thì ngày Thế Công ngày dặn đó là cái bánh bao dặn trước rồi, cái bánh bà Hi Thị cúng là bỏ vô đây mà lấy cái bánh của mình ăn chứ không có nói gì hết. Tại vì đi áo mà khi mà làm lễ rồi đó thì bà kia bà quỳ dưới, bà quỳ dưới thì cái này thì cứ tự mình ăn thì đâu có ai biết đâu. Xong xuôi rồi nó nguyên tăng đoàn trở về chùa. Khi trở về chùa rồi đó thì bà Hi Thị bà mới nói bây giờ đó kêu hết tất cả ban nhà bếp lên đây, bánh bao này làm bằng cái gì, kêu cái thằng nhà bếp lên nó nói dạ thưa hoàng hậu theo lệnh bà ra lệnh đó thì tụi con đã làm 50 con chó ở trong hoàng cung để tụi con làm bánh bao thịt chó, thế nhưng giống như là hoàng hậu dặn. Thì vua Lương Võ Đế ngài mới giận, ngài nói tại sao mà hậu dám khi quân như vậy, thầy của ta là quốc sư Chí Công là vua là thầy của cả nước mà bà không kính trọng ông thì thôi, tại sao bà dám làm bánh thịt chó mà nãy. Thì bà hoàng hậu mà nói bữa nay có thừa tướng chứng minh có quan võ quan văn trong triều chứng giám là nếu ngài Chí Công á, là thánh tăng thì phải biết cái bánh này là bánh thịt chó, còn thấy ông ăn ngon quá chừng mà 500 ông tăng đều ăn thì có ai là thánh tăng đâu, mà từ nay hoàng thượng đừng có cúng dường mà không có được mà đi tu nữa. Ông giận quá ông nói như vậy là lâu nay là ông Chí Công gạt mình tà thuật dùng tà thuật coi bói trong cái tăng ở cái đám cưới của thừa tướng thì nói rất đúng cái chuyện mà bà nội lấy thương cháu mà lại là tở sanh ra lại là bà lấy cháu rồi nói được những giây phút lâm chung của bà mẹ của thừa tướng làm cho thừa tướng quá sợ và ông cũng tin cho nên ông mới nhận là quốc sư. Rồi ông cũng vì cái ông Chí Công này mà ra lệnh là từ nay chư tăng không được nhận cúng dường bằng đồ mặn mà phải nhận đồ chay và cấm tất cả phật tử phải cúng dường đồ chay. Nhưng mà không ngờ mình bị gạt cho nên ông kêu Ngự Long Quân đi theo ông và kêu theo cái thằng mà đao thủ để chém đầu. Thì khi ngày Chí Công ngày về tới nơi rồi đó ngài nói cái bánh mà nãy rồi bánh mà nãy của bà hoàng hậu cũng không có được người nào đụng tới hết, hỏi làm sao vậy, không có được cởi áo hậu không được cởi y đứng sẵn ngay cổng chùa chờ có chờ ai, chờ chút xíu nữa là Lương Võ Đế đem quân lên chặt đầu hết bây giờ nè. Thì ông Lương Võ Đế ông dẫn quân đi ập ập mặt hầm hầm lên thì vừa tới nơi thì Chí Công đứng chờ ở ngay trước cổng chùa
tại sao Ngài biết ta đến mà Ngài lại đứng chào hai bên cổng tạp quan rất là nghiêm trang? Ta biết tại vì hoàng thượng sẽ lên chặt đầu ta và 499 đệ tử của ta trong chùa này. Nếu Ngài biết được như vậy, tại sao Ngài không biết trong mắt có thịt chó? Ngài chỉ đồng nói, ai nói ông ta không biết. Vậy chứ 500 cái bánh đó ở đã ăn rồi đó, tôi đã thấy mà, tôi đã thấy rồi. Ngài và 500 người đệ tử Ngài ăn rồi. Lúc đó Ngài Chí Công mới nói, rò tay lấy bánh ra, mỗi người cầm dân là một cái bánh, rồi kêu lính mở ra, có phải là bánh thịt chó của hoàng hậu làm không? Đúng không? Đúng rồi. Thì lúc đó Ngài Chí Công, Ngài mới buồn quá, Ngài mới quỳ xuống, Ngài sám hối. Ngài nói té ra là Ngài biết hết, cho nên tẩm vì một phút vô minh nghe lời của hiên thị xét một chút nữa là phạm cái tội không thể sám hối, giết thánh tăng, phá vỡ hồng tăng, xin cho sám hối. Thì Ngài trở lên và ổng xin đi tu là thứ tư. Ổng nói con vợ này quá ác đi, và xin xuất gia là thứ tư. Thì hòa thượng dẫn truyền giới cho ổng sa di là thứ tư. Và khi truyền sa tư rồi thì Ngài mới kể lại, thì ổng mới hỏi Ngài Chí Công. Ông Lương Giỏi Đế mới mời Chí Công hỏi tại sao Ngài chưa có từng vào cung để mà tiếp xúc với bà hoàng hậu Hi Thị, mà sao lúc nào đó mỗi một lần mà Ngài vào cung để giảng pháp, mỗi một lần mà sư phụ vào cung để mà làm cái tăng, là bà Hi Thị bà đều tìm cách để hại, bà ghét lắm. Mỗi lần nghe nhắc tới tên Chí Công là bà ghét lắm, mà trong người bà lúc nào đó bà của hả bà thấy Ngài là bà lấy cái miếng vải đỏ bà cột ra cái bụng bà, mới nói bà đau bụng quá, thấy mặt Ngài là bà đau bụng. Thì Ngài Chí Công này nói cái này do nhân quả đời quá khứ. Cách đây 100 năm về trước, tiền thân của ta và bà Hi Thị, ông có muốn nghe không? Lúc đó bà ông Ngài nói về cái bà Hi Thị và Ngài cái hoạt trái như thế nào. Thì Lương Giỏi Đế nói chẳng muốn nghe. Thì lúc đó Ngài trong cái y phục là sa di mới được tu là thứ tư đó, thì Ngài nghiêm chỉnh ngồi đó thì tu là phải vô là Ngài là sư phụ rồi. Nghe ta lúc đó là một cái chú tiểu ở trong chùa, ta có cái nhiệm vụ đó là mỗi một sáng đó, là ta thức chút để đến đại học chung. Rồi hỏi là tại sao đến đại học chung? Nó tại vì thầy của ta cũng tìm kiếm rồi vị A La Hán. Ngài mới nói rằng á, khi mà đến đại học chung á, là chúng sanh với cõi địa ngục á, nhờ cái biết đại học chung này mới được ngưng cái đau khổ. Cho nên tôi nói cái này cho quý vị nghe, ở đây là ai đang lãnh nhiệm vụ đến đại học chung vậy? Nhiều người. Ai? Công đức lớn lắm. Tất cả chúng sanh ở địa ngục đô giá chỉ được hành lương hành hình trong thời gian mà quý vị đánh đại học chung. Cho nên tôi yêu cầu quý vị đánh cho đều và đánh cho chậm và đánh cho đúng. Tại vì đó là cái thời gian mà các chúng sanh ở trong cái loài địa ngục, ngạ quỷ được ngưng cái sự đau khổ nhờ cái đại học chung. Bởi vì bị chung u minh đó. Cho nên đó, ta mới nhiệm vụ đánh, mà mỗi lúc đó bà Hi Thị, bà tiền thân, bà là thân dế. Mà con dế này mỗi lần ta ra xuất viện là nó ngái. Chứ chỉ là trước khi mà giờ sáng đó, không có đồng hồ, cái thời đó không có đồng hồ. Cho nên con ngái, con dế này nó ngái đến đúng giờ, phải nó ngái cái đó, là ta xuất viện rửa mặt. Rồi ta mới lấy một chút đồ ăn riêng ta cho nó ăn. Tại cái lô á, dế nó sống ở cái lô nước. Rồi ta đi ra đến đàn chung, nhưng mà bữa đó nó không có chịu ngái. Cho nên trời sắp chân rồi, cho nên nó trong chùa vị thầy trụ trì có vỡ ta tại sao bữa nay để, cho nên ta đi quỳ hương. Sau đó quỳ hương nó ra đó, thì ta mới lấy cái, lúc đó là ta mới lấy cái muỗng á, đang sáng ta ném vô nó, và con dế đó nó chết rồi, hai đứa cái muỗng này nó chết. Rồi bữa đó ta thấy tội quá, ta mới xé miếng vải đỏ, ta quấn con dế lại và ta đem đi chôn, và ta nguyện coi như hồi hướng tất cả công đức của ta mà tất tiện tin chủ chú để mà cho con dế
được siêu thăng liền đổi lại. Nhờ cái công đức đó cho nên nó được làm hoàng hậu. Còn ta từ chú tiểu lên tới làm hòa thượng, người ta sau này ta tái sanh trở lại, ta được làm quốc sư. Nhưng mà cái thù xưa đó, nó vẫn còn, cái nhân quả nó không có thay đổi. Cho nên mỗi lần mà ta bước vào bậc tu cầu bậc hậu, ở lấy cái nghe đổ quan bụng là tại giờ đó lúc bạn sắp chết á, là con giấy bị đứt á, rồi ruột ta lấy cái nghe đỏ ta băng. Thành bây giờ ông cứ hỏi tôi hoài, tại sao mỗi lần mà ông vào bậc tu là bà hi thị và cái đau bụng mà phải lấy cái dạy đỏ quấn vào bụng để bỏ nó hết đạo. Quý vị thấy nhân quả nó không có chạy được chi nha. Cho nên á thì lúc đó ngày như nhiều đến như vậy rồi ta lo quá, chắc có ngày nào hi thị sẽ giết ngài. Thì ông nói nếu mà ta kiếm a la hán á, đời này nếu ta tu đạo hoặc kiếm quả thì phải giết không được, còn nếu mà ta không kiếm quả thì phải giết được. Thì ông Lương Gia Đế ông đầu ông nói thôi bây giờ, hay là bây giờ để cắm về cắm bắt thi thị bỏ vào lãnh chuông đi cho chắc ăn. Thì lúc đó ông Lương Gia Đế ông nói gì vậy là ông muốn trả ơn cho sư phụ. Thì ông Chí Công ông nói ông đừng có xen vào chuyện nhân quả của ta, chuyện đó ta biết, ta có trả quả thì ta cũng vui vẻ, ta trả gì không thể nào tránh được cái luật nhân quả, đúng không quý vị? Khi đó lưng vào đế ông còn hỏi vậy bây giờ chứ con thì kiếp con là cái gì bây giờ con được làm vua, xin ngài coi giùm cho con đi, ngài coi được vợ con vậy, coi được nghi thị vậy chắc ngài biết được con. Thì ông thôi tao coi. Cái đó năn nỉ riết nhà vua lưng vào đế cái năn nỉ với tao chứ tao nói ông muốn biết thì ta nói cho ông biết, nhưng mà nhớ là ráng mà tu. Thì kiếp của ngươi là một cái người kiều phu mà đi gánh củi trên rừng, bữa đó trời mưa thì ông mới đi chạy vô tức là một cái chùa, mà cái chùa đó nó siêu đổ hết rồi, ở trong đó thờ quá khứ thì mà thi Phật. Và ông lúc đó là ông là một cái người đến tuổi nghèo lắm, ông không có tiền để tu bổ. Thì ông phát nguyện đó là mỗi một ngày đó ông đi bán củi, ông dành là một phần để ông mua đồ để ông trùng tu cái ngôi chùa này. Trải qua 50 năm ông mới sửa xong cái ngôi chùa này, và cuối cùng sửa xong cái ngôi chùa này rồi đó thì một cơn giông nó lại buồn phong nó xảy ra, nó làm cho cái ngày mà ông chuẩn bị ông khánh thành cái ngôi chùa này đó thì mấy năm đó thờ bảy tượng Phật, ngoài cái tượng Phật quá khứ thì mà chỉ còn bảy sáu tượng Phật khác. Thì ông không biết làm sao để mà che Đức Phật ước. Thì ông nói con đã làm xong 50 năm rồi, chủ cái chùa này xong rồi tự nhiên ông nó lộn hết. Thành lúc đó là ông có lộn quần áo ông ra hết, và ông lấy áo ông cắt thành cái nón, ông làm bảy cái nón, lấy cái áo làm bảy cái nón chụp lên Phật cho khỏi ước, thấy không? Cho nên nhân cái nhân này mà đời này ông xin làm được làm vua. Cho nên thầy nói cho con á, giờ đúng làm bạn đời sau làm vua, mà làm vua cỡ như Nguyễn Sư Phúc cũng khổ đó. Thấy không? Là Nguyễn Tấn Dũng cũng khổ luôn đó. Thấy không? Ý thầy nói đó, cái phước đó là coi như sửa có ngôi chùa đó, mà đời sau này cái nhân quả mà ông cứ cái nhân đời trước một tiền phu mà chiêm môn để mà sửa chùa. Cho nên đời này chuyên môn lên là các chùa, cái nghiệp các chùa vẫn cắt nữa, nhưng mà không có hiểu đạo, thấy không? Rồi đó, nhưng mà ngài nói đó, ông coi chừng cái tên hồn cảnh, ta chỉ nói còn nữa là không có hết được. Có những tên hồn cảnh, hồn cảnh lúc đó là một cái tên quân cũng giống như là đại quan ở trong triều, có biệt hiệu là hồn cảnh. Rồi ngài không kể hết nữa. Bây giờ thôi ta chỉ kể tới đó, ông làm vua là do một lòng tiều phu đời trước, thấy không? Rồi cái kể tiếp nữa, không kể, nó sẽ kể cái nhà ngươi không có thể mà chịu được nổi đâu, không kể được. Rồi cái ngày tháng trôi qua, thì quý vị biết, bà Hi Thị thì bà rất là thù ghét, mà bà giết không được ngày Chí Công. Chí Công chứ ta hát cho quý vị. Chứng
chính rồi. Và Ngài chiến công sở dĩ Ngài chưa có muốn thị hiện tả là tại vì Ngài nói là Ngài muốn cứu luôn vợ đế. Ngài muốn cứu luôn vợ đế cho Ngài cái chiến quả rồi Ngài tình nguyện Ngài sẽ chết dưới tay của bà Thi Trị. Nhưng mà ngược lại đó, ông Lương Võ Đế sau khi ông biết được cái tiền kiếp của ông rồi đó, thành ra ông lại càng mở tấm lòng Bồ Tát ra hơn nữa. Và ông coi như là bắt được đồ tốt ông cũng thả, bắt được cái mấy ông tướng lãnh làm phản ông cũng thả. Một ngày kia thì thấy ông hiền quá, coi như làm cái gì ông cũng tha hết rồi. Cho nên cuối cùng là hầu cảnh giấy quân tạo phản. Mà khi giấy quân tạo phản thì quý vị biết hầu cảnh ra giấy quân tạo phản thì thay vì ổng có quân lực, hầu cảnh lúc đó chỉ có khoảng 10.000 quân mà ổng có tới 200-300.000 quân mà ổng không có đánh lại. Ổng khi mà hầu cảnh đưa quân đánh sắp vào hoàng cung thì ổng đi thỉnh ngày Chí Công nhà 500 năm đi vô để tụng kinh Bát Nhã Kim Cang. Thì ổng nói thế này, tẩm hiểu lực nhân quả mà tẩm nghĩ là tụng kinh Kim Cang và kinh Bát Nhã có phước cho nên thỉnh ông Chí Công vào để tụng. Thì ngày Chí Công ngày nói một vị thánh tăng cũng không che mờ được nhân quả trong khi đó hoàng thượng chỉ là phước báo nhân thiên. Hoàng thượng hãy ra lệnh cho quân đội ra bắt hầu cảnh ngay đi. Thì hỏi tại sao vậy? Bây giờ muốn không ta kể cho hoàng thượng nghe. Thì lúc hầu cảnh đang đánh ào 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 sắp tới một tung rồi, còn khoảng 10 dặm nó vô tới một tung. Thì lúc này Lương Võ Đế nó hỏi vậy chứ còn cái đoạn cuối của ta sao, ta với hầu cảnh sao mà vậy? Hầu cảnh nó lại đem quân giấy phạm trong khi ta nâng đỡ nó từ một cái tên lính què lên tới tên Ngự Long Quân, bây giờ lên tới làm thừa tướng mà nó vẫn còn làm phản. Thì ngài mới nói thế này, tiền kiếp trong lúc mà ông xây chùa đó, ông làm ông tiều nó, mỗi một lần ông đem cơm vô nó thì ông đưa cho con khỉ nè, ông đưa cho con khỉ nè. Nhưng mà bữa đó ông đói quá mà ông chưa có ăn, mà là ông ăn xong ông mới cho con khỉ ăn. Phật của ông chia làm hai, vừa đó con khỉ nó lấy ăn hết, tại nhỏ có một bầy khỉ nữa, cho nên ông ruột nó, và ông ruột nó ông lấy đá ông ném nó, là ông, mặc dù ông đang có công cất chùa nhưng mà cái lòng sân của ông, bữa đó ông cũng đi mỗi ngày ông vô đó ông đốt củi, đâu có phần cơm ông thì ông ăn xong ông cho phần cho con khỉ ăn, nhưng mà bữa đó con khỉ nó lấy ăn trước thì nó lên chia cho đồng bọn, cho nên ông ruột nó chạy vô cái hang, là ông chưa hết cơn giận, ông lại lấy lửa ông đốt. Cho nên con khỉ nó chết trong hang. Và giờ này nó tái sanh trở lại, nó có tên là Hầu Cảnh. Hầu là khỉ đó quý vị. Ông có biết tại sao ta không nói không? Cho nên giờ Hầu Cảnh nó đang đánh vô đó. Và vô Lương Võ Đế cũng nói nếu như vậy đó thì trẫm càng phải trả cái món nợ này. Và rốt cuộc rồi Hầu Cảnh đánh vô thì Lương Võ Đế không đem quân đánh gì hết, mà cứ việc tụng kinh với mấy trăm ông tăng tụng xong thì Hầu Cảnh thả mấy vị tăng ra, thả Thế Công ra. Thế Công có dính líu gì tới Hầu Cảnh không quý vị? Không. Cho nên là thả ra, thấy không? Thả ra và rốt cuộc rồi đó Lương Võ Đế ở đó thì Hầu Cảnh hồi đó là nghĩ giận á, coi như là cái quả vậy, thành nó sợ là thả ổng ra thì ổng lại uy tín ổng quá mạnh rồi các tướng lãnh khác đổ tránh, cho nên bắt vô hậu cung và nhốt không cho ăn uống. Cũng giống như là trong tiền kiếp chúng tiều phu mà nhốt con khỉ ở trong đó gì ăn cơm trước, lực nhân quả già ngày Lương Võ Đế chết ở trong địa ngục. Thì có nhiều người mới hỏi tại sao Lương Võ Đế ổng lại dư sức dùng quân để bắt Hầu Cảnh được, trong khi Hầu Cảnh chỉ có 10.000 quân nữa rồi, không có tới 100.000 quân không đánh, tại vì ông bị ảnh hưởng rất nhiều của đạo Phật và ông biết được nhân quả. Nên tụi con thấy cái hành động của Lương Võ Đế mà chịu trả quả là ông chấp nhận trả hay là ông bị chấp nhận? Ông chấp nhận, cho nên đừng có coi thường ông. Và quý vị biết cái giới Bồ Tát mà truyền cho Kim Tam khi thầy thọ giới, tụi con để giới tụi con phải thọ giới Bồ Tát, là tại vì ông nói ông đã thọ giới Bồ Tát rồi, ông không thể giết chúng sanh được. Cho nên mình thấy đó, trong cái lịch sử đó quý vị biết rằng đó,
Mà quý vị nhớ đó là khi ông tu lần thứ tư đó, là hoàng hậu tức quá và hoàng hậu nước tiêu, hoàng hậu chết. Sau cái vụ mà chó bị lật mặt thì lúc đó quý vị thấy hoàng hậu chết là biến thành con Mạng xà. mãng xà, mới về báo mộng cho vua Lương Võ Đế. Nghĩ tới cái tình phu thê mấy chục năm ân ái sanh cho thái tử, cho nhà vua, xin nhà vua cứu, thì nhà vua mới hỏi ngài Chí Công, và ngài Chí Công mới soạn ra cho vợ Lương Hoàng Sáu Pháp. Cho nên tại sao bữa nay sư phụ lại giảng ông Lương Hoàng, ông Lương Võ Đế cho con, tại con đem con cúng cái đạo tràng cho sư phụ, con có phước đó. Nhưng mà con á, phước báo trên thế gian này đó chỉ có giảng sanh về Tây phương cực lạc hoặc là chiếc A-la-hán thì con mới thoát khổ mà thôi, chứ ngoài ra hồi giờ sư phụ không có giảng này đâu, mà tại vì bữa nay đã ơn con đó, nghe không, được không? Cho nên cái phước này là cái phước thế gian. Cho nên khi mà là ngày tổ Đạt Ma qua tới bên Tàu để truyền pháp, thì Lương Võ Đế hỏi trẫm cất 72 chẳng chùa nuôi mấy trăm ngàn tăng ni xuất kho đã 4 lần xuất gia đó, mà trẫm có công đức không? Thì ông tổ Đạt Ma nói không có công đức. Cái công đức cái có nghĩa là giúp cho mình thoát khỏi luân hồi sanh tử và do cái công hạnh tu hành của mình, còn cái này cái đồng tiền bỏ ra đó thì nó chỉ là phước mà thôi. Cho nên sư phụ khuyên con mặc dù cúng đạo tràng như vậy nhưng mà phải lui tới để mà nghe pháp nghe kinh, chứ không phải cho lui tới để mà tỉa cây cắt kiểm đâu nha. Ý sư phụ nói là con nên có công đức chứ đừng có phước đức. Cái phước đức là do đồng tiền cúng dường mà có, cúng chùa mà có, nhưng mà công đức là do cái công của mình tu hành để mình ngộ nhận được cái Phật tánh của mình, và mình ngộ nhận được cái Phật tánh đó là cái bậc mà giải thoát luân hồi sanh tử như là A-la-hán. Và đời này khó thì nếu không làm được cái đó thì phải ráng hành trì pháp môn niệm Phật để mà mang theo cái nghiệp cái nợ lên cõi Tây phương cực lạc gặp Phật Di Đà, mà không có nghĩa là quên nợ đâu, nhưng mà sau này thành Phật rồi xuống trở lại trả nợ, nhưng mà trả nợ thành Phật rồi trả nợ thì nó không có đau, mà chưa thành Phật trả nợ thì nó rất là khổ. Tôi còn hiểu cái gì không? Mà pháp này có công đức gì tôi sẽ hồi hướng cho ông Thiện Quang sắp đúng cái đạo tràng cho tôi, mà tôi khai thị cho ổng là đúng như vậy đó cũng không bằng Lương Võ Đế đâu, thấy không? Nhưng mà cái nợ xưa quán cũ vẫn còn đó, cho nên người tu hành đó chỉ có coi như kiến tánh mới có công, và khi nó tiếp A-la-hán rồi đó thì tất cả đều là giả hết, có thì hiện trả nợ cũng không có đau. Còn nếu mà còn phạm phu mà bị người ta đòi nợ thì đau Đâu không? Đau lắm. Nhớ nha, thầy vì con và thầy giảng cái bài pháp này đó, nếu có công đức nào trên mạng nghe để rồi đừng có tưởng rằng mình nó cúng nhiều nhiều không cúng nhiều hơn Lương Võ Đế đâu, mà cái nhân quả là gì đó, mà con khỉ nó lấy đồ ăn của ổng trong lúc mà ổng đang xây chùa đó, ổng đói quá ra trong trong mà mày dám ăn trước của tao, mày ăn hết mẹ được được bắt nhốt nó vô hang rồi còn lấy đồ đốt vô nữa. Cho nên rốt cuộc rồi đó ổng bị hầu cảnh một vị tể tướng của ổng làm phản, thấy không? Mà cho nên nhiều khi đó người ta nói ông kệ ông Lương Võ Đế này trả gì nghiệp, nhưng mà tôi nói trong đó có nguyện nữa, tại vì ổng dư sức bắt hầu cảnh mà ổng không bắt, mà lúc đó dân thỉnh chư tăng tụng kinh Bát Nhã và kinh Kim Cang, thấy không? Cho nên là ông vui vẻ ông trả cái nợ đó vì ông nghe lời của ngài Chí Công đó. Cho nên quý vị thấy trong cái đời vua Lương Võ Đế, ngài Chí Công ngài chỉ vô tình thôi, còn dế mỗi ngày mày đều gái vào lúc 3 giờ 4 giờ sáng cho tao dậy đó một chung bữa nay hả, mày gái gì để thành ra vừa ăn sáng tức con ghế vừa ra và cho luôn thấy nó đứng ngoài đó, nó lấy cái bụng đập cho nó một cái nó đứt cái bụng chết, rồi lại lấy cái miếng vải đỏ quăng cái bụng nó lại, rồi tụng chú vãng sanh, rồi hồi hướng nguyện đất cả công đức tu hành của tôi hồi hướng cho ông dế này nó được đời sau nó sanh về cõi lành nhờ công đức đó nó làm hoàng hậu. Nhưng mà vì cái tội mà mình cứ giết nó thì nó gặp nó ghét à, vì cái nhân quả càng không khỏi, phải không? Cho nên có một vị thiền sư mà khi mà lên pháp tòa ngồi như vậy giảng kinh, có người đệ tử hỏi thưa thầy
mình tu rồi mình có thoát được nhân quả mình được không? Cứ việc tu đi không có gì ăn cứ hàng đời được đâu. Sau đó ông dân là con chồn 500 năm cho tới khi ngài phá chùa đó, ngài cũng về cái chùa đó ngài tu. Ngài tu xong rồi cái ngày bữa đó giảng pháp như sư phụ thì giảng xong cái có ông già ông ngồi bảy của ta đã hồi hướng hoàn mãn lời pháp rồi, sao ông ngồi đây có thắc mắc gì không? Dạ không thắc mắc gì, tôi không phải là người, tôi nguyên là một con chồn ở sau chùa cách đây 500 năm, tôi cũng ngồi ở chỗ ông đó, tôi cũng là giảng sư đó. Mà tại sao ông cái đội làm chồn tới 500 năm? Tại vì bữa đó tôi giảng có 500 ông tăng nghe, rồi có ông tăng cũng hỏi bây giờ đó tôi là lỡ mà tôi giết con này tôi giết con kia tôi gây những cái ác nghiệp rồi tôi tu tôi có thoát được không? Mà lúc đó tôi ngồi trên pháp tòa tôi nói cứ tu đi là thoát hết, không có trả nợ đâu, không tu mới là mới bị trả nợ. Bây giờ tôi vì câu nói đó mà 500 năm nay tôi làm con chồn mà sao chùa. Cái ông bà trưởng nói bây giờ nhà ngươi hỏi lại tôi đi nghe cách giải này. Cái con chồn là hiện thân là ông già, vậy người tu có bị lực nhân quả chi phối không, có phải trả nợ cũ không? Thì vị hòa thượng nó mới nói với ngài bá trưởng, ngài mới nói người tu không thể che mờ nhân quả, nói gì mà xong thì con chồn nó nói dạ cảm ơn hòa thượng, ngày mai tôi thoát kiếp chồn tôi lên cõi trời, nhưng mà xin hòa thượng thương tình tôi cũng là một vị trụ trì tiền nhiệm, xin ngài ra sau chùa lộ cái sắc chồn và làm lễ giống như là một cái vị trụ trì theo nghi thức của một cao tăng cho tôi, có trầm pha có bảo cái. Và sáng hôm sau ngày bá trưởng ngày ra phía sau cái chùa ngày thấy con chồn trầm chết và ngài cũng kêu làm trầm pha bảo cái giống như một ông đại tăng, đó là cái chuyện trong lịch sử đúng không? Sở dĩ nãy giờ thì giả cũng đời lương do đế tại ông này là ông đại thí chủ cúng đó, thầy nói là cẩn thận nha, trong cuộc đời của con cũng nhiều việc trước nó cho hết đâu. Người ta thì thấy con trong lòng nghĩ là sướng lắm, chắc lần này nó có nhà rồi, nghe nói cái nhà này cũng xong còn có cái nhà khác nữa chắc là giàu lắm, nhưng không có sướng đâu, thấy vậy chứ không có sướng đâu, chỉ có mình người sư phụ biết và cô Bảo Tâm biết thôi, đừng cho đại chúng biết, thấy vậy chứ không phải vậy nha. Sư phụ nói với công đức con cúng này không mất, mặc dù bây giờ thầy chưa nhận đó, chưa giấy tờ cho xong, nhưng mà cái công đức con phát tâm cũng đã có công đức rồi, nhưng cái phước đó con thấy làm được vua từ một chú tiểu phu đi đốn củi trùng tu cái ngôi chùa hương nát ở trong rừng rồi xé quần áo của mình ra làm nón che cho bảy ông Phật để khỏi bị ướt, thành ra sau này quý vị thấy không, ông vua lúc nào đi đâu cũng đội mão không? Quý vị thấy không, nói vậy ngày mai đừng có xé đồ mà làm bảo nhau không? Về cực lạc đi nghe, tất cả những cái ở thế gian này đó nó không giúp được quý vị thoát khỏi cái những cái mà dai dai mắt quán đâu, nhưng mà thầy khuyên tụi con đời này không thể giết A-la-hán được để mà dùng thần thông thị hiện cả nghiệp, nhưng mà về cực lạc rồi kêu là đối nghiệp vãng sanh mang theo nợ mà về gặp Phật, về gặp Phật Phật dạy dỗ cho mình khai mở trí huệ, mình chứng được quả vị A La Hán hoặc là Bồ Tát rồi mình xuống đây mình trả nợ nha. Ngày mai tôi sẽ giảng về cuộc đời của một vị thánh tăng, mà cái ông này là ông nãy là tôi giảng về lương võ đế trả nợ theo cái nhân quả vì ông chưa chứng quả, ông phải trả nợ lấp hang giết khỉ thì sau này con khỉ nó tái sinh lại nó mang tên là hầu hầu cảnh, vì thế nó có liên hệ kinh khủng không, hầu là khỉ mà cảnh hầu cảnh hầu cảnh nhốt luôn vào đến cái đó y chang như vậy thôi à. Mà trong khi đó ổng cứu được bà Hi Thị, có phải là cái bộ lương võ đế này lương hoàng sáo đó, do ngài Chí Công ngài làm mà ai tụng cái gì vua lương võ đế tụng mà ngài tụng chưa hết bộ nha, ngài tụng mới có mấy quyển à mấy phẩm à, là coi như bà hoàng hậu bà thoát khỏi cái nghiệp mà là con mạng xà, bà biết thành một chư thiên, bà về bà báo mộng cảm ơn hòa thượng đã dùng cái bộ coi như là lương hoàng sáng pháp, mà lương hoàng sáng pháp là ai đặt ngài Chí Công nha, tụi con có biết ngài có công rất là lớn
Sau khi mà ngài mời đại trí công đi ăn đám cưới của hoàng thừa tướng, hoàng thừa tướng có kể lại là bà nội lấy cháu nội, rồi cô dì chú bác là chịch, là dê, là bò, là gà. Cho nên từ đó vua vô đế mới ra xác định từ nay không được cúng đại tăng là đồ mặn, và cấm chư tăng ăn mặn, và không được ăn tao tình dục. Cho nên chỉ có Phật giáo Ba Tàu và Phật giáo Việt Nam mới là ăn chay. Không, cái bài pháp này là con có phước đó, nó nằm trên mạng đó, người ta nghe ta sợ nhân quả, nghe ta rác cho tu. Cho nên đó, con nhớ, con cúng chùa có phước đức nhưng mà không có công đức. Công đức là con thấy được cái phật tánh của con, và công đức là con giảng sanh về cái phương cực lạc, là do công hạnh tu hành của con, đạo hạnh của con. Còn cái phước đức chỉ đưa con lên làm vua làm chúa rồi. Con có muốn làm vua không? Muốn không? Bây giờ mấy vợ? Làm vua thì nhiều vợ khổ nhiều đó con nha. Rồi, thôi sáng mai tôi giảng tiếp. Bữa nay tôi chỉ nói về cuộc đời của ông Lương Võ Đế, là phước và dẫn trả nợ, dẫn trả quá vì gia quan gia theo luật nhân quả. Ngày mai tôi sẽ giảng cuộc đời của một vị thánh tăng mà ông chuyên môn đi thì hiện trả nợ. Ngày mai trả, bây giờ mấy giờ rồi? 10 giờ. 10 giờ rồi. Nó sư phụ rất là khe, con đem tài sản con cúng sư phụ trả lời pháp thí, nhưng pháp thí này đó do vì con cúng cái này và có bài pháp này, chứ lâu nay sư phụ đâu có giảng Lương Võ Đế kỹ gì đâu. Bữa nay giảng kỹ không? Ăn cơm chúa rồi múa tối ngày là vậy. Rồi hồi hướng quý vị, quyền đem công đức này hướng về sáng mai vào lúc 6 giờ sáng trong thời gian tụng lăng nghiêm. Trân trọng kính chào.